Ừ, giỏi. Để cho mẹ may đồ ha. Mọi người ơi, mọi người, Thu Thương quay sơ cho mọi người coi cái video. Cảm ơn tình cảm của mọi người rất nhiều luôn á. Từ hôm qua tới giờ Thu Thương chốt đơn rất là nhiều luôn. Con trai Thu Thương nè, con trai phụ mẹ nè, con trai phụ mẹ nè. Đang làm gì vậy? Ông phá nè. Con trai phụ mẹ hàng Thu Thương nhập nhiều lắm nha mọi người. Nhập nhiều lắm nè. Rồi nãy giờ mọi người coi nè, Thu Thương lấy dây thun ra nè. Thấy không? Người thấy dây thun không, để Thu Thương làm vô đai nịt bụng cho mọi người nè. Đó, đó, chuẩn bị nè. À, rồi bây giờ là mọi người biết là Thu Thương vô đai nịt bụng đo để làm để vô đó. Hả? Cảm ơn tình cảm của mọi người nhiều lắm nha. Thu Thương ở đây á, đặc biệt một cái đó là đai nịt bụng á, là chỉ cần gửi số đo cho Thu Thương ha. Gửi số đo cho Thu Thương là Thu Thương sẽ làm cái đai nịt bụng nó đúng theo ý mọi người mong muốn á ha. Ừ, làm theo đúng ý của mọi người mong muốn luôn, là không có cái chuyện bận vừa hay không vừa. Chỉ có một cái điều á là 1-2 tiếng đầu hoặc 1-2 ngày đầu ha, thì mình bận đai nịt bụng, 1-2 tiếng đầu mình bận thì đương nhiên là nó phải hơi có cái sự khó chịu một chút rồi mọi người. Nó mọi người đó, nó phải hơi có một cái sự khó chịu một chút đó, nó phải hơi có cái sự khó chịu một chút rồi. Có cái sự khó chịu một chút rồi, nên là không có cái chuyện mà đai nịt bụng của Thu Thương làm là mọi người nói mọi người mang vô không được nha. Mà cái này là Thu Thương đã nghiên cứu rất là kỹ đó. Thu Thương xài mấy chục cái đai nịt bụng rồi đó mọi người, mấy chục cái rồi đó, mấy chục cái rồi mới làm ra được cái đai nịt bụng này đó, nên là nó sẽ rất là ok với mọi người ha. Đủ các cái loại máy hết đó. Bên này nè, máy Thu Thương chạy nè, chạy này kia nè, mọi người thấy không? Đó. Máy này kia đồ đó. Làm. Người ta lấy sỉ rồi người ta bán đâu. Cái này Thu Thương á, đã nghiên cứu kỹ lắm. À, mình mặc đai nịt bụng mà nó không có bị đâm vô cái phần ngực với cái phần dưới của mình đâu. Thì Thu Thương đã có làm những cái video Thu Thương post ở trên Facebook á cho mọi người coi đó. Ừ. Bởi vì cái đai này Thu Thương lấy theo số đo Thu Thương làm, nên là nhiều khi hàng mà tới mọi người chậm trễ chút đừng có giận nha, tại vì làm không có kịp á, Thu Thương làm không có kịp. Ở bên Việt Nam á, thì Thu Thương có mấy em á, 5-6 đứa nó ngồi nó vô đai nịt bụng, còn ở bên này á, là Thu Thương bên này mướn nhân công nó mắc lắm,
Thu Thương phải ngồi Thu Thương làm từng cái không à, đó không có, không có, ở bên này mình đâu có mướn nhân công được, nên là bên này Thu Thương làm theo mọi người để số đo để mà Thu Thương gửi tới, nên là mọi người thông cảm cho Thu Thương nha nha. Mai mốt Thu Thương làm cái mộc có Thu Thương đóng cho luôn, khỏi ngồi mai cái mặt như vậy. Lớn quậy đừng lớn, nhỏ phá đừng nhỏ thiệt. Giờ mình già mình cũng hơi lẩm cẩm, mình thần kinh rồi. Cái 70, cái 80. Thật ra đó là mai mốt ai mà mua những cái nịch bụng mà từ trên độ khoảng mà cỡ 85 trở lên, chắc là cho Thu Thương
xin thêm một chút xíu cái tiền cao hơn mấy cái đai nhỏ nha, tại vì cái này tốn nhiều thun quá. Thí dụ như cái eo 70 với cái eo 87 á, là Thu Thương phải cắt thêm một khúc thun như vậy nè, nhiều lắm mọi người ha. Thông cảm nhưng Thu Thương không phải là muốn bán người bán mắc bán rẻ đâu, mình tình cảm á, ai mình cũng muốn làm giống nhau hết trơn á. Nhưng mà mấy cái đai lớn Thu Thương làm không có lời nhiều đâu. Mọi người mua đai nịt bụng ủng hộ Thu Thương nghe. Cái có một chị đặt Thu Thương á, cái này dòng eo tới 88 lận, 88. Dòng eo 88, có một cái 93 nữa, có một cái dòng eo 93 lận. Mà mấy cái đai nịt bụng mà 93 đó ở bên Mỹ là bán mắc lắm đó mọi người. Nhưng mà Thu Thương làm cái này là Thu Thương làm chính xác theo dòng eo của mấy chị đặt luôn đó, để cho mấy chị mang cho nó ok đó. Nên mai mốt mấy cái nịt bụng mà trên 80 cm đó chắc cho Thu Thương thêm tiền chút quá à. Thu Thương may kỹ lắm á mọi người ơi, may kỹ lắm, may cho mọi người may kỹ lắm, may rất là kỹ, may cái đai cho mọi người rất là kỹ. Mọi người á, mọi người mà có đặt đai nịt bụng á thì mọi người điện thoại cho Thu Thương số 901 283 5688 là tại Mỹ ha. 901-283-5688. Còn tại Việt Nam á thì có điện thoại cho cô Hiền, điện thoại cho em Hiền. Thì số điện thoại của em Hiền á thì một lát Thu Thương sẽ ghim ở cái phần dưới á, phần dưới bình luận Thu Thương ghim số em Hiền ở dưới, thì mọi người liên hệ với em Hiền ha. Ở trên fanpage hay là ở trên Facebook thì mọi người cứ nhắn tin vào trong fanpage với Facebook cho Thu Thương hả. Thì tất cả mọi cái mọi người cứ nhắn tin vào trên fanpage của Facebook, hoặc là nếu như mà ai ở bên Mỹ á thì gọi điện trực tiếp cho Thu Thương số 901-283-5688 ha. Eo nịt bụng này á Thu Thương làm á là Thu Thương đảm bảo với mọi người á là không có bị cấn hoặc là bị bất cứ cái gì mà giống như là nó đâm vào chân ngực, nó đâm vào đùi mình đâu, mà bận nó cực kỳ dễ chịu đó mọi người ha. Bận dễ chịu lắm nha. Mà Thu Thương á làm vậy nè mọi người thấy không, làm vậy nè chưa nói nhập thun nhập đồ, mà Thu Thương bán có 45 đồng một cái thôi, giá rất là mềm. Cái eo nịt bụng của Thu Thương á giá rất là mềm ha, mọi người ủng hộ cho Thu Thương ha. Mặc vô thì Thu Thương có cái video Thu Thương mặc cho mọi người coi rồi đó, nó phẳng lì à nha, nó phẳng lì à. Cái đai nịt bụng này là một trong những cái đai nịt bụng mà Thu Thương nói thật là Thu Thương mặc mấy chục cái nịt bụng rồi đó, từ hồi mà bắt đầu là Thu Thương đi diễn, Thu Thương sanh con á tới bây giờ đó là đã qua biết bao nhiêu đời cái nịt bụng rồi. Nhưng mà bây giờ nghĩ thôi mình làm một cái này ra để mà mình rất là ưng ý cái sản phẩm này của mình á. Nhưng mà ở bên Việt Nam thì gia công nhiều hơn, còn qua bên này á Thu Thương đặt cái sườn, Thu Thương cũng phải vô khóa, vô di thun lấy số đo của mọi người đó, phải vô hết á.
mà may giá may mặc của Thu Thương nè đó, mọi người thấy không? Đó. Đó. Bây giờ cũng lớn tuổi rồi, mắt yếu, làm gì nó cũng hơi khó khăn đó mọi người, cũng không được cũng như hồi trẻ nữa. Ô Thu Thương biết theo nha, Thu Thương theo trùm luôn á, trùm theo luôn đó, được một cái nha. Nữ công gia chánh theo thùa may vá này kia thì nó cũng nằm trong sở thích của mình, nên Thu Thương cũng chịu khó học mấy cái đó lắm. Hồi sáng sớm Thu Thương dậy, hồi sáng sớm Thu Thương dậy tới bây giờ Thu Thương cũng làm được mấy cái rồi, 6 cái rồi, từ giờ tới tối chắc làm được hơn chục cái nữa. Hồi khuya hôm qua Thu Thương ngồi á, Thu Thương phải vô mấy cái khóa này nè, hồi tối hôm qua đó, hôm qua Thu Thương làm tới 1 giờ mấy luôn á, 1 giờ mấy luôn, 1 giờ mấy gần 2 giờ, phải vô ngồi mấy cái khóa, ngồi mấy cái khóa xong rồi à. Thì mọi người đặt số điện thoại của Thu Thương 901-283-5688 nha. Thu Thương sẽ để cái tin nhắn ở dưới ha. Ở bên Mỹ thì Thu Thương bán cái nịch này là $45. $45 thì chắc là sau này mọi người thương Thu Thương cho Thu Thương thêm 1-2 đồng đi. Mua 2 cái trở lên đó thì được miễn shipping. Tại vì Thu Thương làm cái này nó cũng cực á, mà cộng shipping vô không còn nhiều hết. Nhưng mà tại vì mình cũng vui, mình cũng làm bằng tâm rồi, mình cũng tâm huyết, mình cũng làm mình thấy hạnh phúc đó. Mình cũng hạnh phúc nên mình làm, mình chỉ mong muốn mọi người mặc cho được đẹp thôi. Hả? Mọi người ủng hộ Thu Thương nghe. Mọi người ủng hộ cho Thu Thương nghe. Đó. Dễ thương quá. Thu Thương có một cái video mà Thu Thương hướng dẫn về cách để mang đai nịt bụng á mọi người, ở trên fanpage á. Còn không có gì lát Thu Thương post cái video đó đó lên trên YouTube nha. Trên YouTube cho mọi người nha. Cái này là một chị là vòng eo 70 nè. Vòng eo 70 cái là một vòng, cái vòng eo là 80 ha. Đây. Một cái 70, một cái 80. Đó, rồi. Chị này hình như ở bên Cali. Như lại đặt của Thu Thương hai cái đai nịt bụng. Hai cái đai nịt bụng với lại 6 hộp trà giảm cân. Cảm ơn nhiều nghe. Nhiều khi khách hàng giờ Thu Thương không có nhớ tên, nhưng mà Thu Thương cảm ơn trước nghe. Đó. Hai cái này phải để vô một cái là tại vì nó là của một cái đơn đặt hàng.
cứ đơn nào là Thu Thương để vô một cục đó, cái này hai cái của một cái đơn, rồi có chị kia đặt ba cái thì vô một cái đó. Rồi bây giờ để Thu Thương chạy coi. Eo nịt bụng của Thu Thương ha. Mọi người muốn mua thì ở bên Mỹ là số 901-283-5688. Mọi người để lại giùm Thu Thương, các cô các chị để lại giùm Thu Thương á, là cái vòng eo của mình nè. Cái vòng eo là đo từ dưới cái rúng lên trên độ khoảng mấy cm ha. Đo từ vòng eo lên. Cái nịt bụng mà Thu Thương đang làm dành cho người cao từ 1,5 m tới 1,65 m ha, 1,65 m. Thì cỡ 1,62 m là mặt perfect nhất, 65 thì nó cũng hơi hơi, chứ để từ từ cái 1,65 m á, để Thu Thương phải đặt một cái loại thun á, mà cái bảng nó cao nhiều hơn ha. Thì ở bên Mỹ á, giá là 45 đô, còn ở bên Việt Nam á, là giá là 220 ngàn. Nhưng mà liên hệ với em Hiền ha, em Hiền, thì những cái cô mà đang làm cái sườn, cái đai nịt bụng này cho Thu Thương nè, có nghĩa là phải làm vô cái sườn, là vô cái cây này trước nè, vô mỗi cái đai nịt bụng phải vô cái cây này trước cho Thu Thương nè, thì các em rất là tội nghiệp. Các em là mấy cô bé mà thật sự ra là cũng có bầu rồi, đại loại tình duyên dang dở vậy đó. Thì ở đó có 5 6 em làm may gia công, thì bên bển đang làm cái đai này do Thu Thương, còn cái số tiền mà Thu Thương bán đai nịt bụng từ Việt Nam á là Thu Thương giúp các em hết á. Tại vì Thu Thương thấy bán một cái đai 220 lời không có bao nhiêu hết, nhưng mà thôi nó cũng là công việc rồi, giúp cho các em có thu nhập, nên là rất là tội các em. Thu Thương không có ăn chia gì trong đó hết đó, chỉ là giúp các em thôi, nó giúp cho các em để các em bán được hàng, các em có thêm cái thu nhập để mà sống cho nó đỡ vất vả hơn thôi, cũng tội nghiệp. Bye bye mọi người, Thu Thương tắt máy nghe.